Xin chào các bạn, đây là bản tin của S News vào ngày 19 tháng 4 và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay nhé. Mới đây trên trang cá nhân của mình, nam cầu thủ Ronaldo đã bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái gây chú ý khi anh chia sẻ rằng bé trai trong cặp song sinh mà bạn gái của nam cầu thủ đang mang bầu hiện đã qua đời. Theo đó, trên trang cá nhân của mình, nam cầu thủ đã đăng tải dòng trạng thái tạm dịch như sau: "Tôi rất buồn khi phải thông báo rằng con trai của chúng tôi qua đời. Đây là nỗi đau lớn nhất đối với những người làm bố mẹ. Chỉ có sự chào đời của bé gái mới giúp chúng tôi có thêm sức mạnh để vượt qua thời khắc khó khăn này, cùng một chút hy vọng và niềm hạnh phúc. Chúng tôi muốn cảm ơn các bác sĩ và y tá vì tất cả sự chăm sóc và hỗ trợ chu đáo của họ. Tất cả chúng tôi đều bị tổn thương trước mất mát này và chúng tôi yêu cầu sự riêng tư vào thời điểm rất khó khăn hiện tại. Bé trai của chúng tôi, con là thiên thần của chúng ta sẽ luôn yêu con." Bài đăng của tiền đạo 37 tuổi đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ, trong đó có cả đồng nghiệp lẫn người hâm mộ. Rất nhiều người đã gửi những lời động viên chia buồn đến với nam cầu thủ và mong mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với gia đình anh. Trước đó, vào dịp Giáng sinh năm 2021, nam cầu thủ cùng với gia đình đã tổ chức một bữa tiệc để công bố giới tính của cặp song sinh là một bé trai và một bé gái. Nam cầu thủ cùng với bạn gái rất háo hức chờ ngày các con chào đời và theo dự tính, thời điểm dự sinh của bạn gái nam cầu thủ là sẽ vào cuối tháng 10. Ronaldo hiện tại có tất cả 4 người con, trong đó thì có 2 bé trai và 2 bé gái. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi thông tin này. Và để có thể liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như đăng ký kênh cho S News nhé.